ông Trump dùng video ở tòa New York để quảng bá tranh cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tận dụng đoạn phim ông ở tòa án Manhattan hôm 4 tháng 4 để quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của mình. Quảng cáo mới được ông Trump đăng trên tài khoản Truth Social hôm 6 tháng 4 nhằm kêu gọi quyên góp, Hill đưa tin. Quảng cáo hiển thị quang cảnh xung quanh Manhattan trước khi chèn cảnh ông Trump bước vào tòa án. Nó cũng có phần lồng tiếng bao gồm các câu chỉ trích việc công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg kiện ông Trump, cùng với lời ông Trump khẳng định mình vô tội. Đoạn video cho thấy cảnh một số người ủng hộ trên đường phố vẫy cờ có in hình cựu tổng thống và cờ Mỹ khi ông di chuyển đến tòa án. Cũng như cảnh ông được hoan nghênh khi bước lên bục phát biểu tại Mar-a-Lago ở Florida vào tối ngày 4 tháng 4 ngay sau khi ông rời tòa án New York. Donald Trump Jr., con trai cựu tổng thống, hôm 7 tháng 4 cũng đăng video lên tài khoản Twitter của mình. Việc ông Trump bị truy tố đã giúp thu hút các khoản đóng góp đáng kể cho chiến dịch tranh cử của ông. Mang về hơn 4 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ sau khi thông tin ông chính thức bị truy tố được công bố. Đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông cũng gây quỹ bằng cách cho ra mắt mẫu áo thun có in hình ông Trump cùng dòng chữ không có tội. Với giá 47 đô la Mỹ một chiếc, cựu tổng thống bị cáo buộc 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh nhằm che giấu các khoản tiền bịt miệng diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels, người được cho là từng ngoại tình với ông, trong thời gian tranh cử năm 2016. Ông Trump không nhận tội đối với tất cả cáo buộc và phủ nhận có quan hệ tình cảm với Daniels. Cựu tổng thống và đồng minh chỉ trích vụ truy tố là âm mưu chính trị nhằm hạ bệ ông.